chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của B-Channel. Và đây sẽ là tin tức khiến cho các fan của Oppo và Huawei có phần hơi thất vọng một chút xíu. Đó là mới đây thì sự cố Benchmark Gate đã vạch trần một số nhà sản xuất mà thường xuyên đẩy hiệu năng của smartphone của họ lên cao khi mà phát hiện ra một cái ứng dụng chấm điểm đang chạy. Và họ sẽ tắt cái bộ điều chỉnh gì của con chip để mà gian lận benchmark. Và theo kết quả thử nghiệm thu được của do trang Foxport thực hiện thì Huawei sẽ cho ra kết quả cao hơn gấp đôi khi mà phát hiện ra những cái ứng dụng chấm điểm đang chạy, còn Oppo thì cao hơn tận gấp rưỡi. Thế thì tại sao các nhà sản xuất smartphone lại phải gian lận điểm benchmark để làm gì? Nói về việc này, Huawei đã có cách trả lời cực sốc trước cáo buộc gian lận benchmark của Honor Play. Các hãng khác cũng gian lận hiệu năng, vì sao chúng tôi không thể làm như thế? Thậm chí Huawei biện minh rằng AI trên các thiết bị của mình có thể tự động chuyển sang chế độ hiệu năng cao khi phát hiện ra là máy đang phải thực hiện một cái tác vụ nặng. Tuy nhiên, đã có rất nhiều hãng điện thoại khác từng lợi dụng chiêu trò này. Danh sách những ứng viên tham gia gồm có Honor 10, Huawei P20 Pro, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo 5X, Pocophone F1, Realme 1, Realme 2, Redmi Note 5 Pro và Samsung Galaxy Note 9. Các hãng smartphone thường nhắm mục tiêu vào tên gọi khi các AnTuTu hay là 3D Mark được mở lên. Chiếc điện thoại này sẽ tự chuyển sang chế độ hiệu năng tối đa và khi chuyển sang dùng biến thể dành cho nhà phát triển, chúng sẽ vẫn chạy như bình thường. Vậy thì cái việc mà các nhà sản xuất cố tình đẩy hiệu năng của mình lên cao để mà gian lận điểm benchmark thì nó sẽ ảnh hưởng đến người dùng như thế nào mà khiến cho chúng ta cảm thấy ở đây giống như là một cái scandal của các cái nhà sản xuất. Theo như kết quả mà Foxport thu được, họ đã tắt bộ điều chỉnh nhiệt của chip xử lý. Nhờ đó, bộ vi xử lý có thể hoạt động hết công suất tối đa mà không bị hạn chế khi mà nhiệt độ tăng lên cao. Ở một số trường hợp, các mẫu điện thoại này nóng lên đến mức bỏng tay, thậm chí là linh kiện bên trong bị hư hại nặng và pin thì chỉ chờ để phát nổ. 5 chiếc điện thoại bị bắt quả tang gian lận gồm có Honor 10 tăng đến 92,23%, Huawei P20 Pro tăng 76,43%, Realme 1 tăng 45,63% và Realme 2 tăng 60,86%, Oppo 5X là tăng 36,82%. Đây là một hành vi rất đáng lên án của các nhà sản xuất smartphone bởi vì nó không chỉ mất lòng tin nơi người dùng mà nó còn có khả năng gây nguy hiểm cho họ. Như vậy thì sau tất cả chúng ta tự hỏi là điểm số có thực sự quan trọng đến thế? Thực ra thì trước đến giờ thì điểm benchmark cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Nó cũng không mang nhiều ý nghĩa và cũng không thể đánh giá được hiệu năng khi mà sử dụng thực tế. Do đó thì việc các nhà sản xuất mà bất chấp với tất cả để mà có thể hack cái điểm này thì mình thấy là đây cũng không phải là một phương án thông minh mà thậm chí còn có thể dễ bị tẩy chay nữa. Không biết các bạn nghĩ sao về tin tức này thì để lại comment bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.